Chuyển bóng cho Quảng Thanh 4-0. Chấn bóng lần nữa, điểm bóng 1-5. Quán bộ vận mạnh điểm cho Kỳ Sơn 2-0.
Điểm cho Kỳ Sơn 4-1. Hạ Tâm cố lên nào. Cứ bóng của mình không điểm cho Hạ Tâm 2-4. Thank you.
tập bóng chưa qua lưới điểm Kỳ Sơn 11-4. Kỳ Sơn tập bóng 55 chuyển bóng. Phát bóng là điểm trực tiếp, điểm cho Kỳ Sơn 13-14. Phát bóng chưa có lỗi, điểm cho Kỳ Sơn. Đạt điểm cho 25, xin lỗi, điểm cho 55-13. Điểm cho hạng năm đoàn đội bốn hạng năm có lên nào. Đi bóng tốt, rất là hay của hạng năm.